Xin chào toàn thể các bác yêu quý. Ngày hôm nay thì cơ sở đồ cổ Bắc Linh vẫn tiếp tục lên cho các bác hai mẫu đồng hồ cơ cổ treo tường. Những chiếc đồng hồ đẹp, những chiếc đồng hồ zin Tây và những chiếc đồng hồ nguyên bản nhất được bên em mang về và giao lưu đến toàn thể các bác. Chúc các bác có những giây phút xem live của bọn em thật là đầm ấm và gia đình thật là hạnh phúc. Bác nào mà ở gần khu vực thành phố Bắc Linh, các bác có thể trực tiếp đến địa chỉ của em ở số nhà 541 đường Hoàng Quốc Việt, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Linh. Và em có số điện thoại ghi ở góc bên phải màn hình. Bác nào mà ở xa có thể liên hệ trực tiếp để được em tư vấn cho các bác nhé. Bên em thì sẽ có hai cơ sở, một cơ sở bên Bắc Linh và một cơ sở bên Hà Nội. Bác nào mà ở gần khu vực nào các bác có thể trực tiếp đến và tham quan. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác một chiếc đồng hồ thùng bè to đến từ thương hiệu FFR. Một trong những cái mẫu thùng theo em đánh giá là một trong những cái chiếc đồng hồ rất là đẹp các bác ạ, bởi vì có một cái thiết kế, các bác nhìn giúp em này. Thiết kế thùng bè to, gỗ sồi rất là dày dặn và rất là chắc chắn. Đây là một trong những cái kiểu dáng em rất là thích, bởi vì nó mang cho một cái vẻ đẹp rất là cổ các bác ạ. Con này thì có một cái màu đen cánh gián các bác nhá. Cái màu cánh gián là một trong những cái màu gỗ sồi mộc mạc nguyên bản đây các bác. Bên trên thì có đục các cái bông hoa họa tiết hoa lá tây. Các bác có thể nhìn cái phần gỗ sồi này rất là dày đúng không các bác? Đây, rất là dày các bác này. Đây em đo nhé, gần bằng một cái đốt ngón tay các bác. Ở bên bên dưới này các bác nhé, bên dưới này cái kính này là được người ta làm phần kính sơn này các bác này. Ở dưới này thì có đục chạm một chút bông hoa lá. Kính bên trên các bác nhé, kính bên trên này là cái kính mo cong. Điều đặc biệt của chiếc đồng hồ này nó ở bên trong các bác nhé. Bên trong thì em sẽ mở, trước hết em mở cái cánh này để cho các bác xem cái phần gỗ này. Nó rất là dày các bác, cực kỳ dày và chắc chắn và nó rất là nặng. Đây, đây là cái mặt số của chiếc đồng hồ, chính là cái phần mặt tròn này các bác này. Mặt tròn viền vàng chanh, số đổi kim loại như các bác nhá, chân cài vàng chanh các bác ạ. Một trong những cái dòng mặt số rất là đắt giá và có giá trị. Bác nào chơi chiếc đồng hồ cơ các bác nào cũng thích được sở hữu cho mình cái phần mặt số nổi các bác ạ. Đặc biệt là cái phần số nổi kim loại chân cài vàng chanh. Ở đây là cái phần logo thương hiệu đây các bác này, FFR hay các bác hay gọi là Odo mặt trời. Gài cài đồng này, Romat này các bác này. Made in Fun. Thương hiệu FFR này thì sau những năm 1950 thì được thương hiệu Odo người ta mua lại và tiếp tục sản xuất các bác nhá. Kim nó kim ăn ngỗng, cũng là kim ăn ngỗng vàng chanh các bác ạ. Nó vừa dạo nhạc ở cái phút thứ 15. Mặt vàng chanh thì sẽ phải đi với lại cái quả lắc vàng chanh các bác nhá. Quả lắc vàng chanh thì các bác có thể thấy là nó đã có màu theo thời gian. Bên nhà vẫn để nguyên bản như vậy, không có spa mông má gì cả các bạn. Tất cả những cái gì nó còn lại, lưu giữ lại những cái kỷ niệm của chiếc đồng hồ này, nó sẽ còn nguyên bản như vậy nha các bác nhé. Đối với cái dòng FFR này thì nó sẽ là một trong những cái dòng tiếng chuông đồng hồ to nhất các bác ạ. To nhất trên những chiếc đồng hồ thùng bè. Bác nào không tin thì bác cứ thử cảm nhận những chiếc đồng hồ FFR nó nổi tiếng rồi. Bởi vì nó nổi tiếng bởi cái tiếng chuông của nó cực kỳ to. Chất âm của chiếc đồng hồ chơi 80, 8 búa và đánh bản nhạc Wellington.
với 8 cái thanh côn thép các bác ạ. Côn này, bác nào mà sợ mất ngủ ấy, thì đừng chơi cái dòng này, bởi vì tiếng chuông của nó rất là to các bác nhé, rất là to. Phụ kiện thì ở bên dưới này đây các bác này, còn cái gì thì bọn em vẫn gìn giữ lại để lại nguyên bản cho các bác. Sản phẩm này thì em sẽ xin phép là giao lưu đến các bác là với mức giá là 11 triệu các bác nhé, 11 triệu cho một chiếc đồng hồ thùng bè gỗ sồi thịt rất là dày dặn và rất là chắc chắn, nó rất là nặng các bạn, cái phần gỗ này nó rất là nặng ấy, toàn bộ là gỗ thịt xong nó đục chạm các bạn, nó rất là dày. Bác nào mà có muốn sở hữu cái phần FFR mà ở một phân khúc ít tiền hơn 4 triệu 5 triệu thì em vẫn có nha các bác nhé. Quan trọng là các bác cứ liên hệ giúp em qua số điện thoại, em sẽ gửi mẫu cho các bác ở Zalo. Con này thì em sẽ báo với các bác là phần kích thước là chiều ngang là 46 cm và chiều cao là 68 cm nhé các bác nhé. Tiếp theo ở bên cạnh em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ song tiện hai lỗ phù điêu các bác ạ. Đây em sẽ quay ra xa để các bác nhìn được cái tổng thể của chiếc đồng hồ này. Các bác theo dõi cơ sở bên em thì các bác biết rồi, hoàn toàn là những chiếc đồng hồ thô và mộc, tất nhiên là chưa đau dầu các bác nhé, chưa đau dầu. Nên là muốn quay cho các bác để các bác thấy được cái vẻ đẹp nguyên bản thô và mộc. Chơi như vậy thì nó rất là quý các bác, bởi vì những chiếc đồng hồ cơ cổ này thì nó đã gắn liền với lại cả thời gian cách đây đã cái ít nhất nó cũng phải rơi tầm độ 40, 50, 70 thậm chí là 100, 200 năm rồi các bạn. Chiếc đồng hồ này thì được thiết kế ở bên trên các bác nhá, là cái phần vương miện với những cái con tiện, cũng như là cái phần đây là quả chú hổ này các bác này, phù điêu. Kiểu dáng là kiểu dáng song tiện phù điêu các bác nhá, các cái họa tiết bên trên này đây cũng là màu cánh gián các bạn. Bốn góc thì có bốn cái hoa lá người ta tạo vào đây để tạo ra cái điểm nhấn cho chiếc đồng hồ song tiện đây các bạn này, đỡ cái phần mái bên trên. Ở bên dưới này các bác nhá, ở phần bên dưới này váy thì nó cũng được làm thiết kế là rất nhiều các cái con tiện các bạn. Đây chân váy này các bạn này, con tiện này và tất nhiên nó phải là con tiện zin nguyên bản các bác nhá, có cả cái con tiện nó chui cả vào bên trong này các bạn này. Quả nắp đây các bác có thấy gì không ạ? Đây là cái phần quả lắc, là quả lắc họa tiết các bác nhé, họa tiết nổi người ta làm thủ công bằng tay. Các bác có thể cảm nhận là nó đang bị lệch đúng không ạ các bác? Nó đang bị lệch. Bởi vì sao các bác? Bởi vì nó bên trong cái lá mía lâu ngày nó không sử dụng thì nó đã bị đứt rồi. Thì con này sau khi các bác sở hữu chiếc đồng hồ này, đội ngũ kỹ thuật bên em sẽ lau dầu và căn chỉnh, theo dõi máy chạy ổn định sẽ gửi về cho các bác. Nên các bác cứ yên tâm, đây là em treo để cho các bác hình tượng ra thôi. Điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này các bác ạ, bình thường những chiếc đồng hồ treo tường khác thì nó chỉ chơi cót của nó ấy các bác ạ. Phần cót của nó chỉ chơi một tuần thôi, nhưng con này có điểm đặc biệt là các bác nào lười lên cót thì chơi con này nó rất là hay, bởi vì nó sẽ lên cót là lên cót 31 ngày các bác nhá, tức là một tháng chúng ta mới phải lên cót một lần. Mặt số thì là mặt tròn, số là mã này các bác này. Khác với lại cả các cái phần cót khác các bác nhá, các bác phải để ý cái mũi tên này này, khi các bác vặn cót thì phải vặn đúng chiều kim người ta hướng dẫn chứ không nó sẽ bị đứt cót đấy các bạn. Và tất nhiên các bác nhá, tất nhiên cái dòng này thì cái phần cót của nó, cái bộ máy cót của nó rất là dài, nó duy trì được một cái phần chạy lên đến một tháng thì phần cót có cực kỳ dài các bác nhá. Mà con này hai lỗ điểm giờ bằng gông vòng các bác ạ. Em sẽ mời các bác cùng em nghe qua tiếng chuông của cái gông vòng. Đây em để sát vào đây để cho các bác nghe nhé. Chuông rất là hay đúng không các bác? Đã chơi những chiếc đồng hồ cơ thì không thể bỏ qua những cái phần những chiếc đồng hồ song tiện phù điêu này các bác, bởi vì nó có một cái nét đẹp rất là cổ, ai chơi cũng thích các bạn, chả bác nào không thích cái dòng song tiện phù điêu này.
quan trọng là các bác có thích cái tiếng chuông của điểm giờ gông vòng hay không mà thôi. Con này thì có một cái kích thước rất là tuyệt vời các bác ạ, như một chiếc đồng hồ song tiện 3 lỗ thôi. Về phần chiều ngang là 40 cm và chiều cao các bác nhé, chiều cao là 95 cm. Và em cũng xin phép giao lưu đến các bác cái sản phẩm này với mức giá là 5 triệu đồng các bác nhé. 5 triệu đồng các bác đã sở hữu được một chiếc đồng hồ song tiện phù điêu 2 lỗ rất là đẹp. Các bác chơi cái chiếc đồng hồ này thì vừa mang cái vẻ đẹp cổ kính, vừa mang cái vẻ đẹp để các bác trang trí trong cái không gian các bác sưu tầm cũng như là chơi. Con này các bác cũng có thể mang đến cơ quan các bác chơi, bởi vì cái tiếng nhạc nó không quá to để các bác có thể tranh thủ những giấc ngủ trưa. Bởi vì cái khoảng thời gian các bác một ngày có 24 tiếng thì các bác đã dành ra 8 tiếng ở cơ quan, thậm chí là 10 tiếng ở cơ quan. Còn ở nhà thì xin thưa với các bác là nhiều bác còn kết thúc giờ làm việc, bác còn đi giao lưu, gặp đối tác. Thế nên là cái thời gian chơi ở nhà nó không có nhiều, nên các bác có thể mang cái sản phẩm này đến trực tiếp cơ quan các bác chơi thì nó cũng rất là tuyệt vời đấy các bạn. Vừa rồi thì em đã giới thiệu đến toàn thể các bác hai mẫu đồng hồ rất là đáng để cho các bác chơi cũng như là sưu tầm thêm. Một chiếc đồng hồ FFR được thiết kế thùng bè gỗ sồi rất là dày dặn và chắc chắn, có một cái mặt số nổi vàng chanh rất là sang trọng, quả lắc vàng chanh và đặc biệt là cái chất âm cực kỳ to các bác nhé, cực kỳ to. Còn chiếc đồng hồ thứ hai chính là một chiếc đồng hồ song tiện phù điêu rất là đẹp, mang lại một cái vẻ đẹp kiến trúc, một vẻ đẹp của người châu Âu các bác ạ. Bác nào mà có quan tâm thì các bác có thể liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại em có ghi ở góc bên phải màn hình, và các bác nào mà ở gần thì các bác có thể trực tiếp đến địa chỉ của em ở số nhà 541 đường Hoàng Quốc Việt, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh để được em tư vấn cũng như là giới thiệu đến các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác thời gian qua đã tin tưởng cũng như là ủng hộ sản phẩm đến từ bên em. Bác nào mà chưa ủng hộ hoặc là các bác có theo dõi kênh, các bác hãy cho em những lượt like để lấy động lực cũng như là chia sẻ video, và đặc biệt là các bác hãy bật nút chuông thông báo cũng như là đăng ký kênh để được nhận thông báo sớm nhất đến từ bên em nhé các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái phần video tiếp theo.